ông Út có kể mỗi chuyện lúc Đức Thầy còn ở Tổ Đình. Đức Thầy dắt ông Út ra cây dầu sau hè Tổ Đình. Đức Thầy nói: sau này tôi dám tín đồ tôi một thời gian rất lâu, chừng nào chết chôn không kịp tôi mới trở về. Đức Thầy nói tiếp: lúc ấy ông hãy dùng lu máy vú để đựng nước. Tôi múc nước cho bệnh nhân uống, nước lạnh không kịp, múc không xiết. Tôi múc nước rưới chúng ăn thì hết đó. Đây là giai đoạn tôi cứu tín đồ tôi. Sau đó tôi vắng mặt 10 ngày cho tín đồ tôi trả quà. Lúc ấy trời đã tối thui, năm chèo xuất hiện. Trên núi thì thú dữ tràn xuống ăn thịt người không xiết. Thú thì con xé con lôi, con dành con giữ ăn thôi muốn trụ. Ông Út hỏi: như vậy thì ai cũng ăn sao thầy? Thầy đã: người tu thú ấy cúi đầu, người không tu niệm ngõ hầu nó ăn. Đức Thầy còn nói tiếp: nửa sau nước ngập tới hai cây dầu này, như vậy chết hết sao thầy? Không sao, chừng ấy văn thù Bồ Tát xuống cứu vớt. Sau đó trời đốt lửa tẩy trần, cháy lụng xuống ba tấc và đất đỏ như gạch. Sau ngày tận thế hảo mơ, Phật trời đã dùng phép màu để lập lại thượng quân. Sau đây là lời bình: mỗi một vị Phật hay vị giáo tổ lâm phàm đều có sứ mạng thiêng liêng, mà sứ mạng đó không ngoài sự cứu khổ ban vui cho chúng sanh vạn loài. Bởi vì Phật thì lúc nào cũng đầy lòng từ bi bác ái, dĩ đức háo sanh khoan hồng đại độ. Nhưng khi có sẵn lòng bác ái dị tha, chứ không thể bôi xóa được ác nghiệp quá nhiều của chúng sanh, ở vào thời cùng cơ tịnh pháp, trong bài sứ mạng ngài cho biết: ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Tuy nhiên Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, có bà mẹ nào lại muốn bỏ con phải khổ? Nhưng nếu con không nghe lời mẹ cứ làm quấy để phải tội, thì mẹ cũng không thể bênh vực được. Cũng như trường hợp của Đức Thầy, dù rằng ngài quá thương xót chúng sanh mà phải lâm phàm độ thế, nhưng ngài chỉ báo trước cái khổ phải đến với chúng sanh và chỉ con đường giải thoát bằng cách là phải tu thân hành thiện. Bởi vì trao sữa, thì dù ngài có quảng đại thần thông cũng không làm sao cứu được. Huống chi đây là cơ tịnh diệt của cuộc diễn biến của đại tam tai, mà mình không lo tu tịnh thì có tiên Phật nào sửa luật nhân quả cho mình được. Về điểm này, khi Đức Thầy đến khuyến nông tại Châu Đốc thuyết pháp xong, ông Diễn liền hỏi Đức Thầy: thưa thầy, hồi lâu qua thì thầy chọn lựa những người hiền, nhưng sao con thấy hiện giờ hung hiền lộn xộn quá thì làm sao mà chọn? Đức Thầy nói: đến chừng đó quả đất này sẽ là cảnh hồng trần tợ biển mênh mông. Bạch thầy, vậy hung hiền chết hết sao thầy? Đức Thầy đáp: đừng lo, cứ tu đi, đến chừng đó người tu thật sẽ có. Lâu lâu lén lén quay được một cúc rồi đi ra chứ không dám ở đây đâu. Lén lén bò vô quay á, quay để cho bà con biết.
Đó, thấy không? Là thiếu á. Lén quay đó, cấm quay á. Quay sẽ lộ bí mật á. Nhiều lắm. Quay sợ dân không biết nhiều. À. 24/24 mà xe sắp kiểu này thì bà đừng nghĩ.